Ok, chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh có một chiếc xe mà có thể là mua cho các bác mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình hay là chạy taxi. Thì cũng khá là hợp lý với cái tầm tiền loanh quanh hơn 200 triệu. Vậy thì bà con, các bác chị em nào quan tâm về cái mẫu xe vừa lành, vừa bền, vừa tiết kiệm này thì hãy nhớ nhấn máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Ngày hôm nay tôi đang xin giới thiệu đến cho bà con một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2011. Chiếc xe đang đeo tên tư nhân biển Ninh Bình. Con này thì trước đây nó cũng đã qua dịch vụ rồi. Tóm lại là nó đã qua dịch vụ rồi. Dòng Vios thì 100 con thì khoảng đến tầm 80 con là qua dịch vụ. Đấy bà con nhé. Và đa số những cái dòng Vios này thì hầu như là bà con đều mua về chạy dịch vụ hết. Đấy. Hiện tại thì Tuấn Anh đang có mặt tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Địa chỉ của Tuấn Anh thì nằm tại thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Nhưng hôm nay thì thời tiết khá là nắng. Ở bãi xe Tuấn Anh thì nó nắng lắm, không quay được. Tuấn Anh tìm một cái chỗ dựa vào đây thì nó mát một tí để Tuấn Anh quay chiếc xe này cho bà con. Với cái tầm giá chỉ có đâu đó hơn 200 triệu đồng một tí thôi là bà con có thể sở hữu được chiếc Vios E 2011 số sàn máy 1.5, tên tư nhân biển Ninh Bình. Đấy. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với một cái giá là 219 triệu đồng. 219 triệu đồng là quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu được chiếc xe Vios E 2011 số sàn. Một chiếc xe khá là đẹp cho bà con. 35A11466, đó là một chiếc xe đang đeo biển Ninh Bình bà con nhé. Một chiếc xe đang đeo biển Ninh Bình màu đen số sàn đang được chào bán tại Tuấn Anh ô tô Hải Phòng với giá 219 triệu đồng. Vâng, chiếc xe thì được trang bị hệ thống 4 bánh đa năng đúc nguyên bản theo xe, cộng với lại hệ thống phanh đĩa đầy đủ hết theo xe. Tay lắm mở cửa của chiếc xe thì đã được mạ chrome form mới, đèn hà 3 vạch, đèn nổi đấy ạ. Và con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang bán là 219 triệu đồng. Giá đó thì Tuấn Anh sẽ bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ cho anh em về thủ tục vận chuyển, cũng như là có thể là hỗ trợ cho anh em về một cái gì đó nó hợp pháp hơn về thủ tục, anh em đỡ phải đi làm. Với cái bản E này thì được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, hệ thống na răng đúc nguyên bản theo xe, hệ thống túi khí, hệ thống ABS. Tóm lại là nó là một chiếc xe bản đủ số sàn 2011. Mà giá của nó thì bây giờ hiện tại bên em đang chào bán với cái giá chỉ có 219 triệu đồng thôi. Đây, hệ thống na răng của nó là na răng tăm. Con này thì đã sơn đen, chứ đơn la răng của nó là màu trắng cơ. Đấy, nhưng con này thì đã sơn màu đen. Hệ thống phanh đĩa, nói chung là con này thì chạy khá là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà chất lượng thì cũng ok. Tại vì xe thì bên em cam kết cho các bác là không lỗi, không đâm va, đâm xô tai nạn, không ngập nước. Còn đâu con này thì nó đã qua dịch vụ và chạy cũng tương đối là nhiều. Đấy, chạy tương đối là nhiều rồi. Tóm lại là Vios thì chạy tương đối nhiều. Anh em nhìn được cái má phanh này thì anh em biết này. Thứ nhất là chạy nhiều. Đấy, anh em thấy đây. Đấy, bà con thấy. Nói chung là xe thì còn chất và máy số của nó thì cực kỳ ngon. Sinh nhan được tích hợp ở trên gương, đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2023. Đó, còn khoảng tầm hơn nói chung là 2 tháng nữa. Đấy, phanh đĩa sau này còn rất là đẹp. Đó. Tóm lại thì một con xe mà nó đã qua dịch vụ thì chắc chắn nó phải chạy nhiều. Dịch vụ mà không chạy nhiều thì chắc chắn rằng một điều là các ông không thể nào mà kiếm ăn được, đúng không ạ? Với cái tầm tiền như vậy thì đây cũng là một cái chiếc xe mà em nghĩ là nó khá là hợp lý để bà con có thể mua. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho em. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội thất chiếc xe này. Ở đây thì toàn những nhà đại gia thôi. Các bạn nhìn thấy đây, đây là khu chung cư đô thị Quán Toan. Rất nhiều những cái nhà mà đại gia. Đây là keo chỉ của nó này. Tóm lại thì keo chỉ của nó thì cũng còn khá là đẹp đây bà con đây. Tất cả đường chỉ của nó khá đẹp. Hệ thống là vô lăng này, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe này. Vô lăng méo này. Bà con nhé. Tất cả trần của nó là trần nỉ nguyên bản đã được bọc ni lông đầy đủ hết theo xe. Tem của nó dập trên khung nhà máy, dán trên khung nhà máy này. Tất cả con ốc của này của nó khá đẹp cho bà con. Tóm lại mà với một cái tầm tiền mà đâu đó chỉ có loanh quanh 200 triệu đồng, một chiếc xe không lỗi, không đâm va đâm xô tai nạn, không ngập nước, cột kèo nguyên zin theo nhà máy. Cột kèo còn nguyên zin theo nhà máy thì có thể là dùng được với một chiếc xe 2011 đời cao. Đấy, nói chung là xe cũ thì anh em mua về thì mỗi người sửa một tí. Nói chung là anh em đi đến đâu thì anh em hỏng thì hỏng chỗ nào anh xem sửa chỗ đấy thôi. Nhưng không nhất thiết là phải mang ra gara bảo dưỡng toàn bộ. Vì là như vậy thì đến cái thời điểm mà chúng ta mua thì nó sẽ phải chi phí rất là nhiều. Còn con này thì máy số thì cực kỳ ngon. Đấy, và tất cả mọi thứ thì đều rất là ổn định cho mọi người. Đều rất là ổn định cho mọi người. Rất là ổn định bà con nhé. Đây, tất cả này
La Giang Đúc 4 bánh theo xe. Một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. La Giang Đúc 4 bánh theo xe nhá. Và tất cả đều rất là đẹp. Tóm lại thì 219 triệu đồng là một cái giá cũng rất là hợp lý và phải chăng. Rất là phù hợp với lại các bác nào mà đang có nhu cầu muốn chưa có việc làm, muốn đầu tư ra một chiếc xe để chạy dịch vụ của gia đình kiếm sống, thì đây cũng là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho bà con. Tất cả đình chỉ của nó nguyên zin theo nhà máy hết bà con nhé. Nguyên zin theo nhà máy hết. Nội thất của nó thì đã bọc một áo ghế này. Về nội thất bên trong thì nó hơi cũ nên là người ta bọc áo ghế. Tất cả cột kèo của nó cam kết cho anh em là cột kèo nguyên zin này. Cam kết cho anh em cột kèo nguyên zin theo nhà máy này. Tầm giá thì em thấy là rất hợp lý. Em thì chuyên mua bán cung cấp kinh doanh tí gửi tất cả cái dòng xe đã qua sử dụng, nhưng mà em thấy con này là giá của nó là cực kỳ hợp lý. Vì dòng Vios thì thực sự nó là một chiếc xe mà rất là chất rồi. Dòng Vios thì thực sự nó là một cái chiếc xe mà nó rất là bền lành và khá tiết kiệm nhiên liệu, rất ít hỏng vặt và chi phí sửa chữa của nó thì lại cực ít. Đấy. Tất cả hệ thống tắp lô tắp ni của nó là khá đẹp bà con nhé. Và đây là phần túi khí hai bên, bên tài và bên phụ. Chiếc xe thì được đã độ lên nhé, chứ không phải nguyên bản. Độ lên đè lỗ start up. Độ lên đè lỗ start up lên chiếc xe nó khá là hợp lý cho bà con. Đấy. Rất là hợp lý bà con có thể mua chiếc xe này. Cột kèo thì các băng ghế là nguyên zin được. Đây anh em có thể bóc cột ra cho anh em. Cột kèo nguyên zin theo nhà máy rồi, đúng không ạ? Vâng, đăng kiểm thì 6 năm 2023. Còn khoảng tầm hơn một tháng nữa thôi. Đấy, nhưng đăng kiểm thì đơn giản thôi. Tất cả mọi thứ là ok, không độ điếc thì là rất là nguyên bản, rất là ok. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần trong xe để kiểm tra về cái chất lượng bên trong con xe này. Vừa Tuấn Anh ngồi thì điều hòa thì khá là mát rồi, đúng không ạ? Đè lỗ start up thì anh em đạp chân côn chân phanh với cái hệ thống số sàn. Rất ok. Điều hòa mát này. Con này thì màn hình âm thanh khá là hay. Đấy, màn hình Android luôn này. Màn hình Android này. Chúng ta lại tắt nhạc đi. Đấy, vô lăng của nó thì khá là đẹp bà con nhé. Vô lăng thì khá là đẹp rồi. Đấy, vô lăng thì khá là đẹp bà con nhé. Vô lăng của nó khá ok cho mọi người. Vô lăng rất là nét luôn. Tất cả hệ thống táp lô, táp ly còn khá là đẹp cho mọi người đây. Trần của nó, trần đỉ nguyên bản này. Cực kỳ hợp lý cho mọi người. Tất cả hệ thống kính điện của nó này. Lên xuống một cách rất là ổn định cho mọi người đây. Rất là ổn định luôn. Cực kỳ hợp lý để bà con có thể mua chiếc xe này. Với một cái tầm tiền mà nó chỉ có đâu đó hơn 200 triệu một tí thôi. Thực ra thì nó cũng khá là hợp lý với một chiếc Vios 2011 bà con ạ. Vì thế bà con nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và Tuấn Anh ô tô Hải Phòng rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng, cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Bây giờ chúng ta đang xem cái phần bên trong. Tất cả hệ thống gương kính của nó là gương kính chỉnh điện và gương cụp xòe. Hệ thống xi nhan được tích hợp trên gương đầy đủ bà con nhé. Tích hợp trên gương đầy đủ hết theo xe. Đây là phần cảnh báo. Và tất cả mặt gương của nó cũng chỉnh bằng điện hết bà con nhé. Mặt gương chúng ta chỉnh bằng điện hết này. Vios E thì nó là đủ hết, nên là tất cả mọi thứ thì nó ok hết rồi. Giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy gầm của nó thế nào, có chất lượng hay không và có đẳng cấp hay không, có ổn định hay không. Chưa nói gì đến đẳng cấp. Đẳng cấp thì Vios thì không có tuổi gì, chỉ có cái đẳng cấp là độ bền, độ lành thôi. Máy thì em thấy là lỗ khá êm. Chúng ta chưa mở lắp capo lên nhưng mà chúng ta thấy là cái khoang máy lỗ rất là êm, chỉ nghe thấy tiếng quạt gió thôi. Đấy, điều hòa đóng mà. Đấy, bà con nhé. Đây là phần khoang máy. Khoang máy thì dòng Vios được sử dụng hệ thống động cơ là VVTi 1.5 bản E. Và bản E thì nó có cái cụm Chavis nó làm ở phần dưới như này, các bạn nhìn đây. Đấy, rất là rõ luôn. Đấy, anh em có thể kiểm tra. Máy thì lỗ khá là êm rồi. Và tất cả những cái phần u giảm sóc của nó, hay là những cái phần keo chỉ ở phần là cabo, hay là tóm lại thì quanh xe, keo chỉ quanh xe thì nó còn đến tầm khoảng 90%. Tóm lại là em nói chỉ 90%. Vì một chiếc xe mà chạy dịch vụ ra thì nó cũng có một tí va quẹt vào những cái cánh hay là cái cốp, thì đấy là cái chuyện bình thường. Còn cam kết cho quý khách hàng là cột kèo
và đầu răng, đầu sắc xi của chiếc xe là không có bị đâm đụng tai nạn gì. Và đặc biệt là máy không có ngập nước. Tất nhiên phần máy này thì đã qua căn chỉnh rồi, vì là nó là 2011 thì nó đã qua căn chỉnh rồi, nó là chạy phụ. Anh nói luôn cho các bạn để các bạn có thể đồng ý thì các bạn mua, không đồng ý thì các bạn có thể xem và tham khảo, like cho em. Đấy. Mình bán hàng vì cái độ thật thà và độ uy tín và độ chất lượng về sau, chứ không phải là vì một con xe mà chúng ta có thể là bỏ đi khoảng vài chục con xe phía sau được. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Một lần nữa thì vừa rồi Tuấn Anh cũng giới thiệu cho các bác về chiếc xe Vios E 2011, số sàn máy của nó là 1.5 bản E, tên tư nhân biển Ninh Bình, với giá bán 219 triệu đồng. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.